Đây, có tí vào cho tôi. Dạ vâng. Hai mẹ con đóng hết rồi ăn rồi. Cảm xin ông nhá, cảm ơn ông nhá. Ui, cháu cảm ơn ông nhá.
đây, đây, trên này, trên này. Con đang cho lấy cho mẹ một cái cây. Ra đây hộ mẹ giữ nha. Ra đây. Con chui từ dưới này ra đây. Cái này rồi.
Được rồi. Rồi mệt rồi con đi nghỉ đi để mẹ làm nhé. Con đi nghỉ đi cho mẹ làm nhé. Giỏi quá. Siêu ạ. Biết phụ mẹ rồi. Gạo về cho rồi. Dạ vâng. Hai mẹ con cháu cũng vừa hết gạo ăn rồi. Cháu xin ông nhé. Cháu cảm ơn ông nhé. Ôi, cháu cảm ơn ông nha. Đấy, ông còn mua bim bim còn cho gạo hai mẹ con mình nữa. Con xin ông nha. Con xin ông.
Ông vào nhà ngồi ông ơi. Chưa có gì. Đấy, mát ghê. Vâng. Không. Đấy. Ôi trời. Gì? Mát gì? Ông ngồi tạm vào đây. Để cháu lấy nước cho ông uống. Đấy. Ngon. Ngon nha. Vâng. Ừ. 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 Đấy, nhà đẹp chưa? Yeah. Đẹp đấy. Ừ, uống nơi đây. Đắng đấy, không ngon đâu nhỉ, đắng không? May mà còn có ông cho hai mẹ con ăn, con nướng thân ở đây, nếu không thì đi đâu rồi. Ông ơi nha, bây giờ cứ hai mẹ con kia đây nha. Đấy, có gì bảo ông nha. Vâng ạ. Nha. Vâng. Ông sẽ giúp đỡ nha, hai mẹ con nha. Vâng ạ. Ờ. Mẹ con cảm ơn ông ạ. Ừ. Ông thêm bỏ có gì của ông đấy, ông nha. Vâng. Ừ. Đấy. Cứ làm đi. Vâng. Làm cho nó trình hết đi. Vâng ạ. Đấy. Nhà nó hết đi. Ông ấy nhá. Vâng. Ông làm đi. Vâng. Nhá. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Cố làm đi. Vâng ạ. Đấy, ông ấy ra. Vâng, cháu ông ạ. Rồi. Thank you.